Hồng Trúc ơi, con gái ơi, bây giờ mình đốt nến sinh nhật nhé. Đây là bánh sinh nhật của ai? Của bà đấy. Của bà đấy, thế thôi để bà cắt nhé, con không được cắt nhé. Đồng ý không? Đưa dao cho bà. Bánh của ai? Của bà mà. Thế con ra con xin là bà cho con cắt nhé. Dạ xin bà. Sao cho con đại diện? Chưa. Thì anh cắm cho. Từ từ con gái. Đây. Con với bà ra châm pháo hoa đi, xong bố đốt cho. Ồ thôi. Đấy nó tốt kìa, nó bột tí. Rồi, cái này bà. Sao à? Không, bà cứ cắm lên đây không sợ. Không, nó không bắn đâu. Rồi. Đấy, ra ngồi lòng bà. Ra ngồi lòng bà muốn châm cái này cho. Chuẩn bị châm nhá. Cái này không thổi vì nó là pháo hoa con ạ. Châm nhá. Thôi. Con thở mạnh đi, sắp tắt rồi. Phù. Phù. Tắt rồi. Để uống nhất nó ra đã. Rồi, bây giờ mình bỏ nó đi. Cắt, con cầm tay bà. Con rủ bà cùng cắt. Yeah. Quên lấy đĩa rồi. Đây, vừa lấy cho. Thay đĩa với dĩa đây. Dê. Tập tay cái. Tập tay cái rồi tập trung ăn. Con gái ơi, con tên là gì? Hồng Trúc năm nay mấy tuổi? 2 tuổi à? Hồng Trúc quay đây bố hỏi đây. Quay ra đây bố nhào một tí. Bây giờ mình cùng chơi cái trò này nhá. Mình sẽ đọc màu sắc và mình tháo các cái vòng ra nhá. Từ từ. Bắt đầu nhá. Con tháo vòng đầu tiên xem nào. Vòng này màu gì? Ok, hôm nay mình sẽ chơi trò tháo vòng màu sắc nhá. Gì? Cái vòng thứ hai màu gì đây? Chính xác. Vòng thứ ba màu gì? Khoan đã, cô hỏi một chút, con có biết tiếng Anh màu đỏ đọc là gì không? Red. Ok, đến được cái này màu gì? Khoan, quên màu rồi, màu gì đây? Đúng rồi. Màu gì? Không phải. Không được. Không được cố tình chơi bố thế. Con hỏi bố thì được nhé, không được giả vờ nhầm. Bây giờ mới khó này. Màu gì đây? Màu cam tiếng Anh đọc là gì? Con nghĩ rằng, nhớ rằng màu cam tiếng Anh đọc là gì? Đây cũng màu cam này. Hai màu cam giống nhau. Đây là màu cam. Màu cam đọc là gì? Orange. Đúng rồi, con giỏi lắm. Từ từ con sẽ nhớ. Bây giờ bố nhờ con việc này nhá. Đúng rồi, orange. Nghe này. Đúng rồi, nhưng mà trước giờ bố đang gọi con. Chúc nghe này. Con cầm này lên, con nhìn này, con nhìn miệng bố này. Orange. Hân hô. Bây giờ bố nhờ chút việc này khó hơn này, lấy cho bố một màu vàng ra đây. Đúng rồi, màu vàng tiếng Anh là gì? Yellow. Yellow. Đố thả nhé.
Con đưa cái kia đây, mình cùng nhau thả vào đây. Học xong màu rồi mình cùng thả vào. Hả? Con chụp ảnh bố hả? Con tên là gì? Bây giờ con có thích chơi màu nữa không? Không thì bye bye các bạn. Bye bye các bạn. Chào các bạn nhé, tôi đang ngồi lòng bố đây. Anh này bố yêu. Chà.